Mắt đổ gan, sốn, khó chịu. Nhiều trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện cho biết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 70 đến 80 ca bệnh nhi bị đau mắt đỏ. Dấu hiệu bước đầu của bệnh đau mắt là các em bé bắt đầu cộm sốn, ngứa mắt, bắt đầu đỏ nhẹ. Thì thường không có giảm thị lực, nhưng mà khi bắt đầu đổ gan, mà khi mà có những dấu hiệu bệnh lý, thì chúng ta phải giữ vệ sinh sạch sẽ. Tại các bệnh viện nhi của thành phố Hồ Chí Minh thì số ca đau mắt đỏ đến khám tiếp tục gia tăng. Các chuyên gia cho rằng thì thời gian tới số ca sẽ còn tiếp tục tăng nhanh, nhưng người dân thì hoàn toàn có thể chủ động các giải pháp phòng ngừa và lưu ý đặc biệt là khi bị đau mắt đỏ thì không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, nhất là những loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid. Cái đó thì không nên, nếu mà ban đầu nó là siêu vi thì mình đừng có nên, tại vì nhỏ corticoid nó sẽ dễ bội nhiễm hơn. Chúng ta biết là trong thuốc nhỏ mắt nó có 3 nhóm thôi. Cái nhóm thứ nhất là nước muối sinh lý. Còn đối với nước mắt nhân tạo mình không cần đâu, không cần đâu. Nước muối sinh lý là có thể là mình bị ban đầu mà đạn virus thì mình cứ nhỏ để cho nó trôi, nó rửa ra, nó tránh bội nhiễm thôi. Ngoài lưu ý không tự dùng thuốc có chứa corticoid, không tự đắp các lá cây gây bệnh nặng thêm. Những cách sau đây, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý để phòng bệnh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng. Không dùng chung các vật dụng cá nhân. Vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường, sát trùng đồ dùng, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi ngờ bị đau mắt đỏ. Trong lớp thì ví dụ như là cũng tăng cường, ví dụ như có cái trẻ mà nó có cái đau mắt đỏ đó, mình cũng tăng cường khử khuẩn cái bề mặt, tức là mình chỉ cần lau bằng cồn thôi, cồn 70 độ thôi là có thể diệt cái siêu vi này rồi. Và trong lớp cũng tăng cường cái việc rửa tay bằng cồn cũng như rửa tay bằng xà bông. Khi bị đau mắt đỏ, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh không cố dụi mắt vì có thể trầy xước. Đồng thời, người bệnh cần thăm khám bác sĩ để có các lời khuyên tư vấn điều trị kịp thời khi có các dấu hiệu sưng đỏ.